hân hoan câu chúc tiệc mừng, là ngày bố mẹ biết chừng cấn thai. Dáng em chắc sẽ mảnh mai, mắt cười đẫm lệ khiến dai rụng rời. Hay là một gã yêu đời, sớm trưa mai cúc sẵn lời đẩy đưa. Chị đành gác bóng chiều xưa, mẹ cha thì ghét bỏ nên chưa hình hài. Mai dày nệm ấm then cài, chớ quên hồn chị khóc ngoài song thưa. À, nãy giờ thì ông trời cứ dọa nạt là lúc thì muốn đái, lúc thì lại không muốn đái, cho nên cuối cùng tôi cũng phải chọn coi như là núp vào cái mái hiên để cho nó chắc ăn chút xíu. Ok, thì đây là cũng là tại Dòng Sông Sự Sống, và ngay ở trước cửa của cái mà người ta gọi là Information Center, tức là dành cho những khách du lịch mà ai muốn đến hỏi thăm. Nhưng mà tôi thấy là phần lớn khi tôi đến đây thì có lẽ là cái Information Center này như là gần như lúc nào cũng đóng cửa, nên không biết là có giờ nào họ mở cửa hay không thì không biết. Tôi hôm nay muốn nói thêm một tí xíu nữa liên quan đến góc độ mà tôi nhìn về cái vấn đề những thẩm phán tối cao của tòa án Hoa Kỳ không. Thì nói một cách tổng quát đó, là cá nhân tôi thì tôi thấy là nó có cái điều gì đó nó rất là không phải trong cái vấn đề mà chúng ta lựa chọn những cái vị mà chúng ta gọi là những người công minh chính trực không? Justice, đó là cái chữ mà có thể dịch tạm thời là chỉ là sự công bằng chính trực. Thì cho nên tôi mới nói là ngày nay lại một lần nữa tôi lại phải đi lại cái câu mà của Giáo hoàng John Paul Đệ Nhị đã nói trong cuốn sách của ngài, đó là hình như là con người chúng ta ngày nay phạm tội mà hoàn toàn không biết đó là cái tội phạm. Và ngài còn nói một câu nữa mà tôi nghĩ rất là đúng trong cái thời gian mà ngài nói, còn sau này đó thì có thể rất là tương đối là nó có sự thay đổi tí xíu, mà có thể là đã chuyển qua bên Mỹ. Là tại sao? Tại vì cái lúc mà ngài nói là châu Âu đó là có cái văn hóa gọi là cái văn hóa của sự chết, gọi là cái culture of death không, thì cho nên tôi mới nói là từ cái vấn đề mà culture of death đến ngày nay thì một cách tổng quát theo tôi biết được, thậm chí có một người con gái người Đức cũng cho tôi biết luôn là ngày nay phần lớn các nước ở châu Âu bây giờ đó là không còn có cái luật phá thai mà nó mang đợi giống như bên Mỹ. Tại vì châu Âu ngày xưa thì rõ ràng thì có lẽ là cái luật phá thai nó cũng rất là kinh tởm, và sau này từ từ họ rất có thể là vì cái vấn đề nó, tôi đã từng gọi trên cái trang mạng của tôi đó là cái sự thâm thủng về nhân sinh thôi. Thâm thủng về nhân sinh, tiếng Mỹ thì mình có thể dịch nôm na là mình có thể nói là the deficit of humanity. Thì ngày nay thì châu Âu cái luật phá thai nó không còn man rợ, hình như là ngoại trừ Anh Quốc, tôi nghĩ Anh Quốc còn có những cái luật cũng rất là ghê gớm. Mà ngày nay thì Mỹ lại trở nên là một nước hết sức là, có thể nói là hết sức là dã man đối với thai nhi. Và đặc biệt tôi lại càng nhấn mạnh hơn nữa là Trung Quốc lại còn dã man hơn nữa. Thì cho nên tôi mới nói là nó có cái gì đó mà một khi mà chúng ta nhận ra để mà chỉnh đốn về cái vấn đề nhân sinh đó, thì theo tôi nghĩ lại là quá trễ. Tại vì như tôi nói là bên châu Âu thì Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị đã từng nói là đó, văn hóa của sự chết không. Rồi từ từ bây giờ thì châu Âu có thể nói là có cái sự mà chuyển vần
xoay vần liên quan đến vấn đề luật pháp ở góc độ tôi nói là có nhẹ tay hơn chút xíu đối với thai nhi đó. Còn ở Mỹ bây giờ thì đến bây giờ thì vẫn thế không? Và tôi đã từng nói ngày hôm qua là tôi có một cái hy vọng rất là lớn. Và tôi nhấn mạnh lại một lần nữa là gì? Cá nhân tôi vẫn luôn luôn hy vọng trong tận đáy lòng của tôi là gì? Là tôi vẫn muốn nước Mỹ trở thành một ngọn hải đăng, mà thực sự đó là một ngọn hải đăng cho cả thế giới. Chứ không như ngày nay. Như ngày nay tôi cho là ngay cả Mỹ cũng vậy và Trung Quốc cũng vậy. Và thậm chí ngay như trong lòng tôi cũng vậy. Tôi đã từng nói là gì? Đối với một cái dân tộc mà có cả hàng một, gần 1.4 tỷ người không? Như Trung Quốc. Thì thực sự ra mình chỉ mong cho họ, đó mong cho họ, tức là có một cái nền văn hóa và kinh tế nói chung là trở nên tốt hơn thôi. Chứ còn nếu một trường hợp mà một khi mà họ có một số dân lớn như vậy mà họ lại còn có thể nói là hung hãn và man rợ đó, thì nói chung là thế giới nó thực sự ra có lẽ sẽ không thoát nạn. Cho nên tôi mới nói là đối với tôi bây giờ tôi vẫn nhìn thấy là gì? Là hai cái cường quốc có ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới đó. Thì tôi nói là nói chung vẫn man rợ, có thể là gần giống nhau, tức là 1-9, 1-10. Đó là cái điều mà tôi nói là hết sức là đau lòng không? Thì nói lại một tí xíu nữa liên quan đến ông giáo hoàng John Paul đệ nhị đó. Thì khi mà ngài qua thăm nước Mỹ vào năm 1990 mấy nhỉ, tôi không nhớ kỹ mà đại khái là khi mà ông Clinton còn là tổng thống, thì ngay tại phi trường, tức là khi ông Clinton thậm chí là ra tận, có thể nói là cầu thang của máy bay không, để mà đón giáo hoàng John Paul đệ nhị, thì ngay tại khi mà coi như là chân cầu thang đó, khi mà gặp Clinton, thì đức giáo hoàng John Paul đệ nhị đã nói chung là cũng đã nhắc nhở ông Clinton về cái vấn đề liên quan đến cái sự mà man rợ đối với thai nhi. Và đặc biệt là như tôi nói đó, là nói chung đối với đức giáo hoàng John Paul đệ nhị thì lại không có, có lẽ là vì cái lý do mà có thể nói là hơi xích mích với lại ông tổng thống của Hoa Kỳ vào lúc đó, tức là ông Clinton, thì có lẽ là không được mời để mà đọc diễn văn trước Quốc hội của Hoa Kỳ như là ông giáo hoàng Francis bây giờ. Giáo hoàng Francis bây giờ thì chỉ mới vào năm ngoái hay năm kia ta. Tôi nhớ không lầm là khi tôi còn ở Việt Nam thì có lẽ là chắc chắn là năm kia, tức là năm 2015 hay là 2016 gì đó. Tại vì tôi vẫn còn nhớ chính xác là ngày 7 tháng 6 năm 2016 là cái lúc mà Cộng sản đã coi như là tống cổ tôi về Mỹ rồi không? Cho nên tôi mới nói là thì rất là đáng tiếc, nhưng mà tôi vẫn nghĩ là với cái tư cách của một người chủ chăm như là giáo hoàng John Paul đệ nhị đó, thì tôi nghĩ nếu trường hợp mà ông ta có cơ hội để mà đứng trước một cái cơ quan lập pháp có thể nói là có quyền lực nhất trên thế giới, thì chắc chắn 100% là đức giáo hoàng John Paul đệ nhị đã nói đến cái vấn đề mà tại sao coi như là có những luật pháp man rợ với thai nhi như vậy. Tại vì rất là phù hợp, tại vì đứng trước một cơ quan lập pháp lớn có thể nói là mạnh, quyền lực nhất của toàn thế giới, tôi nghĩ là như vậy. Thì tôi với suy nghĩ lại, tôi nghĩ là đó rất có thể là cái lý do mà bên phía Mỹ không mời giáo hoàng John Paul đệ nhị để mà đọc bài diễn văn trước Quốc hội của Hoa Kỳ, ít nhất là theo trí nhớ của tôi đó. Còn đức giáo hoàng John Paul đức giáo hoàng Francis bây giờ đó, thì khi mà đọc diễn văn thì tôi đã theo dõi có thể nói là từng câu từng chữ, nhưng mà đặc biệt như tôi nói đó, là hoàn toàn trong cái bài diễn văn đó là không nhắc đến cái chữ mà abortion, tức là phá thai. Như tôi đã từng nói rồi, rất là đáng ngại là cái ông giáo hoàng nhút nhát này, hèn nhát này, có thể nói là lại còn phải né
Tức là khi nói đến là vấn đề tôn trọng sự sống nói chung thì lại là né qua ngay cái vấn đề mà tức là nhắc nhở với lại cơ quan lập pháp của Hoa Kỳ là không có được coi như là kết những cái bản án tử hình, tức là kết những cái bản án lấy mạng của những phạm nhân đó. Thì cái điều đó tôi nói là hoàn toàn là nó rất là cạch cỡm. Cá nhân tôi đó thì liên quan đến cái bản án tử hình đối với lại những cái phạm nhân đó thì tôi nghĩ là chúng ta còn châm trước được, còn châm trước được. Còn riêng đối với vấn đề mà thai nhi và đặc biệt đối với những bé trai và bé gái sắp chào đời, tức là lúc mà chúng ta đã biết cái giới tính của chúng rồi đó mà chúng ta còn giết bừa bãi như ngày nay thì tôi cho đó là một cái tội ác hết sức là kinh tởm. Tại vì tôi đã nói rất là nhiều rồi. Nói chung là liên quan đến cái sự mà gọi là ngây thơ trinh trắng của một cái sự sống như vậy, hoàn toàn vô tội, chứ không phải là như những phạm nhân là có thể nói là đã phạm vào những cái điều mà có thể nói là đặc biệt riêng cái vấn đề luật pháp đó cho là rất là kinh tởm. Thì cho nên tôi mới nói là cá nhân tôi cũng không có ủng hộ những cái bản án tử hình. Rất có thể là những người đó thì giam họ vĩnh viễn thì tốt. Ngay như cá nhân tôi cũng vậy. Đối với tôi đã từng nhấn mạnh là gì? Nếu tôi có tiền trong tay, có quyền lực trong tay thì tức là tôi chỉ đưa những cái người mà phóng túng man rợ đó, tức là tách họ ra khỏi cái xã hội văn minh, tách khỏi cái xã hội mà tôi cho là tức là còn nhìn nhận cái góc độ là nhân bản của nhân sinh không, thì tôi tách họ ra hoàn toàn một cái khu biệt lập để cho họ có thể nói là sống riêng với nhau và rất có thể là họ sẽ cấu xé nhau cho đến chết. Còn một cái trại khác tôi đã từng nói là tôi cũng hy vọng là có tiền để mà dựng nên một cái trại để mà có thể nói là xin tất cả những cái có thể nói là những cái sự sống mà khi mà những người cha mẹ đã quyết định cũng như ruồng bỏ đó, thì tức là kéo hết cái sự sống đó về một khu, một trại để mà chúng ta có thể là tạo dựng nên tức là một cái trại dành cho sự sống, và đặc biệt là gì, là sẽ nuôi dạy cho chúng nên người. Mà tôi đã từng nói rồi, theo một cái sự cái vòng quay luân chuyển về kinh tế đó, thì tôi nghĩ là cái điều đó sẽ mang lại cái lợi ích về kinh tế cho xã hội nhiều hơn là những cái sự thiệt hại về kinh tế. Ý tôi muốn nói là gì, hiển nhiên bước đầu chúng ta phải bỏ tiền ra ha để mà thành lập những cái trại như vậy, nhưng mà từ từ đó, những sự đóng góp của những cái sự sống được cứu vớt ha, được cứu vớt trong cái trại đó, tôi nói chắc chắn là sẽ bước ra ngoài xã hội để mà có thể nói là có cái sự đóng góp nhiều hơn gấp bội đối với những cái số tiền mà chúng ta bỏ ra để mà có thể nói là cứu vớt những cái mạng sống của họ đó. Cho nên tôi mới nói là tại vì đó liên quan đến những ngày gần đây, đặc biệt là từ ngày hôm qua thì bắt đầu đã có cái sự mà chuyển mình liên quan đến góc độ mà ông Kennedy đã từ chức với một cái cương vị là một thẩm phán tối cao của tòa án tối cao Hoa Kỳ. Thì như tôi nói đó, thì sau Kennedy thì rất có thể là bà Ginsburg sẽ là người kế tiếp. Thì lúc đó thì tôi nghĩ là đặc biệt bên phía bảo thủ không còn có lý do gì để mà giữ lại cái luật kinh tởm mà người ta gọi là Roe v. Wade đó. Tại vì sao? Tại vì ngày nay tôi vẫn còn nghi ngờ là gì? Nói chung là bên đám bảo thủ với lại đám phóng túng man rợ thì cũng vậy, tôi nghĩ rất có thể là họ đang toa độc với nhau để mà giết thai nhi, để mà làm giảm bớt dân số. Và đó là một trong những cái tôi đã từng nói rồi, đã từ năm 1973 khi Nixon qua thăm Trung Quốc và bắt tay với lại Mao Trạch Đông lúc đó, thì tôi nói nó là cả hai cường quốc lúc đó theo tôi nghĩ đã có cái sự cam kết với nhau để mà cùng tạo ra những cái nền tảng luật pháp rất là man rợ để mà giết thai nhi. Thì bây giờ tôi nói là hy vọng trong thời gian tới thì ở cái tòa án tối cao của Hoa Kỳ sẽ có 6 trên 9 người vị thẩm phán thuộc về bên phía bảo thủ, thì họ không còn cớ gì
để mà tiếp tục man rợ với thai nhi như ngày hôm nay đó.